chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lê Thị Uyên, giáo viên bộ môn địa lý của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong buổi học ngày hôm nay. Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài học. Nơi đây có mảnh đất địa đầu của Tổ quốc Hà Giang, với cột cờ Lũng Cú, một biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc kiêu hùng. Nơi đây có Hạ Long tuyệt đẹp say đắm lòng người. Có những đồi chè xanh ngút ngàn, có dòng sông Đà kỳ vĩ. Với thủy điện Sơn La, công trình của những kỷ lục ở Việt Nam, nơi mà cô muốn nhắc tới với các em đó chính là vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Và đây chính là vùng kinh tế đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu. Vào bài học ngày hôm nay, bài 32, vấn đề khai thác thế mạnh ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Giờ các em hãy mở bài 32 trong sách giáo khoa địa lý 12 trang 145 và Atlas địa lý Việt Nam trang 26 đặt trước mặt để chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài học. Như cái tựa của bài, các em có thể thấy vấn đề khai thác thế mạnh ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cho nên trong bài học ngày hôm nay, ngoài việc đi tìm hiểu vài nét khái quát chung về vùng, thì chúng ta tập trung phân tích bốn thế mạnh nổi bật của vùng. Đó là thế mạnh về khai thác, chế biến khoáng sản và thủy điện, thế mạnh về trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới, thế mạnh về chăn nuôi gia súc và thế mạnh về kinh tế biển. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào tìm hiểu phần đầu tiên, khái quát chung. Quan sát lược đồ 7 vùng kinh tế của nước ta, các em hãy xác định cho cô vị trí địa lý của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đây, đây chính là vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Đây chính là vị trí của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Quan sát Atlas địa lý Việt Nam trang 26, cả về mặt tự nhiên và kinh tế, em sẽ thấy về mặt phạm vi lãnh thổ, vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ bao gồm 15 tỉnh thành, được chia làm hai tiểu vùng, đó là Tây Bắc và Đông Bắc. Ở Tây Bắc bao gồm 4 tỉnh thành, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Ở Đông Bắc bao gồm 11 tỉnh thành, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Như vậy, ở phần này, em cần phải phân biệt được rõ tỉnh nào thuộc tiểu vùng Tây Bắc và tỉnh nào thuộc tiểu vùng Đông Bắc. Ở đây, cô có một câu hỏi đặt ra cho các em như sau. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào không thuộc vùng Đông Bắc? A. Lào Cai, B. Yên Bái, C. Tuyên Quang và D. Sơn La. Như vậy, đáp án đúng em phải lựa chọn ở đây, đó chính là Sơn La. Quan sát bảng số liệu về diện tích và dân số phân theo vùng của nước ta năm 2018, các em sẽ thấy Trung Du miền núi Bắc Bộ có diện tích là 101,3 nghìn km vuông, lớn nhất của cả nước. Theo như số liệu thống kê năm 2018, thì dân số của vùng là 12,3 triệu người. Nhìn tiếp vào bảng số liệu, các em có thể thấy trong khi diện tích của vùng chiếm tới 30,5% diện tích của cả nước, thì dân số của vùng lại chỉ chiếm có 13% dân số của cả nước. Điều này cho thấy vùng có mật độ dân số khá thấp. Nơi đây phần lớn là địa bàn sinh sống của các đồng bào dân tộc thiểu số ít người, do đó điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, vì vậy cần lắm sự sẻ chia của chính chúng ta. Về vị trí địa lý, quan sát tiếp Atlas trang 26 địa lý Việt Nam, chúng ta thấy phía Bắc của vùng giáp với Trung Quốc, phía Tây và Tây Nam giáp với Lào, phía Nam giáp Bắc Trung Bộ, phía Đông Nam giáp đồng bằng sông Hồng và phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ nằm trong Biển Đông. Như thế có thể thấy vùng có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, nhất là về an ninh và quốc phòng. Hiện nay, mạng lưới giao thông vận tải trong vùng ngày càng được nâng cấp. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi để vùng giao lưu rộng rãi với các vùng khác trong cả nước và xây dựng một nền kinh tế mở.
phần kiến thức dưới dòng chữ màu xanh. Phần kiến thức dưới dòng chữ màu xanh ở phần 1 nhỏ được Bộ Giáo dục giảm tải nên cô sẽ không đề cập đến nữa. Chốt lại những kiến thức các em cần phải nắm trong phần khái quát chung này, các em trả lời cho cô một số câu hỏi. Vùng này gồm bao nhiêu tỉnh thành? Diện tích của vùng như thế nào? Dân số của vùng ra sao? Và nhấn mạnh vùng có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong các nét khái quát chung về vùng. Giờ chúng ta vào phần trọng tâm nhất của bài, đi tìm hiểu các thế mạnh nổi bật ở trong vùng. Vào thế mạnh đầu tiên, đó là khai thác chế biến khoáng sản và thủy điện. Ý thứ nhất, khai thác chế biến khoáng sản. Quan sát lược đồ khoáng sản trang số 8 trong Atlas Địa lý Việt Nam, các em sẽ biết tại sao nơi đây lại có thế mạnh về khai thác và chế biến khoáng sản. So với các vùng khác trong cả nước, sau khi quan sát xong, em sẽ khẳng định được đây chính là vùng tài nguyên khoáng sản giàu có bậc nhất của nước ta. Nơi khoáng sản tập trung nhiều nhất ở trong vùng đó là tam giác khoáng sản Hà Giang, Lai Châu và Hòa Bình. Trong vùng có rất nhiều loại khoáng sản khác nhau. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt từng loại khoáng sản. Chúng ta vào loại khoáng sản đầu tiên, khoáng sản năng lượng. Khoáng sản năng lượng ở trong vùng có than. Than của vùng tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Tuy nhiên, tập trung chủ yếu nhất vẫn là ở tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh là vùng than lớn bậc nhất nước ta và chất lượng than tốt nhất Đông Nam Á. Mỗi năm, vùng khai thác khoảng hơn 30 triệu tấn than, chủ yếu dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và cho xuất khẩu. Chỗ này các em lưu tâm một chút. Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng than ở trong vùng có Uông Bí và Uông Bí Mở Rộng ở Quảng Ninh, công suất 450 MW, Cao Ngạn ở Thái Nguyên, công suất 116 MW và Na Dương ở Lạng Sơn, công suất 110 MW. Về khoáng sản kim loại, Tây Bắc có một số mỏ khoáng sản nổi bật như đồng ở Sơn La, đất hiếm ở Lai Châu. Các em có biết tại sao đất hiếm lại được coi là một khoáng sản không? Bởi vì đó là một loại quặng vô cùng quý giá. Nó có chứa tới 17 nguyên tố hóa học. Nó được dùng làm nam châm trong các nhà máy phát điện, dùng làm chất xúc tác trong công nghệ lọc hóa dầu và xử lý môi trường. Bên cạnh đó, nó còn được dùng làm linh kiện điện tử, cho nên đất hiếm cũng được coi là một loại khoáng sản các em ạ. Ở bên Đông Bắc có khá nhiều mỏ kim loại, nhưng trữ lượng đáng kể nhất có mỏ sắt ở Yên Bái, mỏ kẽm chì ở Chợ Đồn Bắc Cạn, mỏ đồng và vàng ở Xin Quyền Lào Cai, mỏ thiếc và bô xít ở Tĩnh Túc Cao Bằng. Mỗi một năm, vùng sản xuất khoảng 1.000 tấn thiếc. Như vậy, các em cần phải phân biệt cho rõ loại khoáng sản nào tập trung ở vùng Tây Bắc và loại khoáng sản nào tập trung ở vùng Đông Bắc. Giờ chúng ta cùng sang tìm hiểu loại khoáng sản thứ hai, khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng. Về khoáng sản phi kim loại, ở trong vùng nổi bật nhất có apatit ở Cam Đường của Lào Cai. Mỗi một năm, vùng khai thác khoảng 600.000 tấn quặng apatit để sản xuất phân lân. Về vật liệu xây dựng, vùng có đá vôi, sét làm xi măng, gạch ngói và gạch chịu lửa. Khoáng sản vật liệu xây dựng của vùng phân bố rải rác ở khắp các tỉnh trong vùng. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong các loại khoáng sản của vùng, từ khoáng sản năng lượng như than đến khoáng sản kim loại, phi kim loại và vật liệu xây dựng. Về tiềm năng thủy điện, ở bài 27, vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm, chúng ta đã biết rằng Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng có trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước với hệ thống sông Hồng
chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước, lên tới 11 triệu kW. Riêng dòng sông Đà chiếm gần 6 triệu kW. Ở chỗ này, cô có một câu hỏi cho các em. Dòng sông nào của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có trữ năng thủy điện lớn nhất? Thì đáp án các em lựa chọn ở đây chắc chắn đó là sông Đà. Một số nhà máy thủy điện ở trong vùng như Sơn La, công suất 2.400 MW trên dòng sông Đà. Hòa Bình, công suất 1.920 MW trên dòng sông Đà. Tháp Bà trên sông Chảy, Tuyên Quang trên sông Gâm và một nhà máy khá nhỏ, Lậm Mu trên sông Lậm Mu. Ở đây có hai nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Việt Nam, đó là thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình. Cả Việt Nam chúng ta có 5 nhà máy điện có công suất trên 1.000 MW và thủy điện chỉ có 2 nhà máy có công suất trên 1.000 MW. Thì cả hai nhà máy ấy đều rơi vào vùng này và đều rơi vào dòng sông Đà. Điều này cho thấy trữ năng thủy điện của vùng là bậc nhất cả nước. Tại sao người ta lại xây dựng các bậc thang thủy điện trên cùng một dòng sông? Đó là bởi vì người ta muốn điều tiết dòng chảy và tiết kiệm thủy năng. Thực sự, việc xây dựng các nhà máy điện trong vùng đã tạo ra được một động lực mới cho sự phát triển của vùng bởi có một nguồn điện cực kỳ dồi dào và giá rẻ. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý đến những thay đổi không nhỏ của môi trường. Giờ cô có một bài tập muốn củng cố với các em ở kiến thức của phần này. Bài tập nối cột A với cột B sao cho đúng. Chúng ta hãy cùng thử xem ai nhanh hơn. Ở cột A, đó là tên của các nhà máy thủy điện. Còn cột B là nơi phân bố của các nhà máy thủy điện. Các em nhìn lên bảng, phân tích và làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong, các em sẽ có đáp án của mình. Và các em nhìn lên bảng, các em sẽ phân tích. Nhà máy thủy điện Sơn La và Hòa Bình đều nằm trên dòng sông Đà. Do đó, đáp án đúng ở đây đó là 1 phải nối với E, 2 phải nối với E. Tuyên Quang nằm trên sông Gâm, 3 sẽ nối với A. Thác Bà trên sông Chảy, 4 chúng ta nối với C. Và cuối cùng, Nậm Mu trên sông Nậm Mu, 5 chúng ta sẽ nối với D. Vậy đáp án đúng các em cần làm ở đây đó là 1 với E, 2 với E, 3 với A, 4 với C và 5 với D. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa những kiến thức trọng tâm nhất các em cần nắm trong phần 2. Thứ nhất, về khoáng sản, phải khẳng định đây là vùng giàu có khoáng sản nhất nước ta. Với 4 loại khoáng sản khác nhau, từ khoáng sản năng lượng đến kim loại, phi kim loại và vật liệu xây dựng. Về thủy điện, cũng phải khẳng định rằng đây là vùng có trữ năng thủy điện số 1 Việt Nam. Với dòng sông Đà chiếm gần 6 triệu kW, với 2 nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta, đó là Sơn La và Hòa Bình. Và đó thực sự là động lực cho sự phát triển của vùng. Các em vừa tìm hiểu xong thế mạnh đầu tiên của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Giờ chúng ta cùng nhau qua tìm hiểu thế mạnh thứ hai của vùng, đó là trồng và chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Thứ nhất, về điều kiện phát triển. Ở nơi đây, tài nguyên đất rất phong phú và đa dạng. Loại đất chủ đạo ở đây đó là đất ferralit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác. Tài nguyên đất ferralit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác là điều kiện thuận lợi để cho vùng phát triển trồng cây công nghiệp, nhất là cây chè. Bên cạnh đó, vùng còn có đất phù sa cổ, đất phù sa dọc các thung lũng sông và các cánh đồng miền núi như Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, Trùng Khánh. Tài nguyên đất phù sa cổ và đất phù sa dọc các thung lũng sông cũng như các cánh đồng miền núi là lợi thế cho vùng phát triển các loại cây rau quả đặc sản ở trong vùng. Chỗ này, cô có một câu hỏi muốn hỏi các em.
Ví dụ, cô có một câu hỏi muốn hỏi các em. Trong các cánh đồng sau đây, cánh đồng nào không thuộc vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ? Than Uyên, Nghĩa Lộ, Điện Biên, An Khê. Thì lập tức đáp án em đánh loại ở đây chính là An Khê. Bởi vì An Khê là một cánh đồng miền núi của vùng Tây Nguyên, chứ không phải của Trung Du miền núi Bắc Bộ. Trong vùng còn có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh và chịu ảnh hưởng sâu sắc của điều kiện địa hình vùng núi. Đó chính là điều kiện thuận lợi để cho vùng phát triển thế mạnh trồng cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. Tuy nhiên, tình trạng rét đậm, rét hại, sương muối và thiếu nước vào mùa đông là một trở ngại rất lớn cho việc nâng cao năng suất của vùng. Bên cạnh đó, mạng lưới cơ sở chế biến nông sản của vùng chưa tương xứng với thế mạnh. Đấy cũng là một trở ngại. Ở đây, cô có một vài câu hỏi muốn hỏi các em. Câu số 1, loại đất chiếm phần lớn diện tích ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là A. Đất ferralit trên đá bazan, B. Đất ferralit trên đá phiến, đá vôi và các đá mẹ khác, C. Đất mùn alit núi cao và D. Đất phù sa cổ. Thì đáp án ở đây các em sẽ phải lựa chọn đó là đất ferralit trên đá phiến, đá vôi và các loại đá mẹ khác. Ở đây, người ta có thể đặt cho em một câu hỏi vận dụng so sánh thế mạnh của vùng với các vùng khác trong cả nước. Ví dụ, ưu thế nổi bật trong việc sản xuất cây chè ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ so với Tây Nguyên là A. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, đặc biệt là đồi Trung Du. B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh. C. Có nhiều diện tích đất ferrit phát triển trên đá vôi. Và D. Nguồn nước tưới được đảm bảo. Các em cùng nhìn lại câu hỏi. Ưu thế nổi bật trong việc sản xuất cây công nghiệp, mà cụ thể là cây chè đây, là địa hình hay khí hậu, hay là đất ferrit, hay là nguồn nước? Thì đáp án ở đây các em phải lựa chọn đó chính là khí hậu. Bởi vì cây chè là một cây ưa khí hậu có một mùa đông lạnh. Giờ chúng ta cùng bước sang tìm hiểu phần B, tình hình phát triển và phân bố. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu 3 nhóm cây trồng chính. Nhóm cây trồng đầu tiên, cây công nghiệp. Cô mời cả lớp theo dõi một video để biết xem loại cây công nghiệp nào là cây công nghiệp chính ở trong vùng. Đây chính là vùng trồng chè lớn nhất cả nước với các loại chè nổi tiếng ở Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái. Hiện tại cô và các em đang cùng nhau tìm hiểu về quy trình sản xuất chè. Chúng ta mang về chúng ta trải đây để cho chè nó hơi héo lên một tí. Xong nó bắt đầu nó có thành cái mùi hương trà đặc trưng của trà đấy. Đấy, bạn ngửi thấy chưa? Em bắt đầu ngửi thấy rồi đấy. Thế này là đang sao chín lá chè. Đấy, tức là cũng có nơi người ta gọi là diệt men, còn mình gọi là sao tươi. Đây bây giờ đấy đổ ra để cho ra để vò. Đấy, đây bạn ngửi chè rất thơm. Đấy, đấy rất là thơm nha, đấy. Cái tầm chè này khô này là mình phải thử nhiệt độ bằng tay, nó phải cảm ứng bằng tay. Công đoạn này là công đoạn rất là quan trọng. Nếu mà nó già nửa thì coi như là cái mẻ chè ngon của mình nó cũng không thành công. Mà nó non nửa thì nó không có hương thơm. Như vậy chúng ta có thể thấy cây công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất ở trong vùng đó chính là cây chè. Giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cây dược liệu. Ở vùng núi giáp biên giới với Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi cao Hoàng Liên Sơn, người ta trồng một số cây thuốc quý như tam thất, đương quy, đỗ trọng,
và thảo quả. Ở nơi đây, người ta cũng trồng một số cây ăn quả đặc sản, ví dụ như mận, đào và lê. Hàng ngày, các em vẫn ăn mận, đào và lê. Giờ thì các em đã biết những loại cây ăn quả mận, đào, lê mà em vẫn thường ăn xuất xứ chủ yếu từ vùng nào rồi, phải không? Ở nơi đây có Sapa, chuyên trồng rau ôn đới và hạt giống rau quanh năm. Bên cạnh đó còn trồng hoa để xuất khẩu. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa. Ở đây, cô có một vài câu hỏi muốn hỏi các em. Câu hỏi thứ nhất, đâu là vùng trồng chè lớn nhất cả nước? Thì ngay lập tức em phải khẳng định đó là vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Câu số 2, các cây dược liệu của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ phân bố chủ yếu ở đâu? Thì đáp án em lựa chọn ở đây sẽ là phân bố chủ yếu ở vùng núi giáp biên giới Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi cao Hoàng Liên Sơn. Thực sự, việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới ở trong vùng đã tạo điều kiện cho vùng phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa và hạn chế được nạn du canh du cư ở trong vùng. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa những kiến thức cơ bản trọng tâm các em cần nắm ở trong phần 3 nhỏ. Giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thế mạnh thứ 3 của vùng, đó là thế mạnh về chăn nuôi gia súc. Thứ nhất, về điều kiện phát triển, về thuận lợi. Ở đây cô chỉ đề cập đến yếu tố cơ sở nguồn thức ăn. Nguồn thức ăn của vùng được lấy chủ yếu từ đồng cỏ. Các đồng cỏ ở vùng được phân bố chủ yếu ở độ cao 600-700 mét. Tuy các đồng cỏ không lớn, nhưng đó là điều kiện thuận lợi để cho vùng phát triển chăn nuôi đàn gia súc như trâu, bò, ngựa, dê. Bên cạnh đó, do giải quyết tốt lương thực cho người, nên hoa màu lương thực dành cho chăn nuôi lợn cũng ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, hạn chế lớn của vùng đó chính là công tác vận chuyển sản phẩm tới nơi tiêu thụ như đồng bằng và thành phố còn nhiều khó khăn. Hạn chế thứ hai đó là chất lượng đồng cỏ ở trong vùng. Phần lớn các đồng cỏ ở đây là cỏ tạp, chất lượng thấp, do đó cần nâng cao năng suất và cải tạo. Ngoài hai khó khăn trên thì trong sách không nói đến, nhưng cô đề cập thêm với các em một khó khăn nữa, đó chính là do khí hậu thời tiết diễn biến thất thường nên tình hình dịch bệnh đe dọa hạn đàn gia súc trong vùng vẫn lan tràn trên diện rộng. Một số vật nuôi chính ở trong vùng. Thứ nhất, đàn trâu 1,87 triệu con theo số liệu thống kê năm 2014, chiếm 74,6% đàn trâu của cả nước. Theo như số liệu cũ trong sách giáo khoa, đàn trâu trong vùng chỉ chiếm có 1/2 của cả nước, thì theo như số liệu thống kê mới, đàn trâu của vùng đã chiếm hơn 70% của cả nước. Điều này cho thấy đây là vùng nuôi trâu số 1 nước ta. Chỗ này, cô có một câu hỏi vận dụng muốn hỏi các em. Theo em, vì sao đàn trâu được nuôi nhiều nhất ở đây? Thì câu trả lời các em phải trả lời ở đây đó là vì trâu khỏe, ưa ẩm, chịu rét giỏi và thích nghi với lối chăn thả theo đàn ở trong rừng. Về đàn bò, bò thịt, theo số liệu thống kê năm 2014, bò thịt của vùng chiếm 1,5 triệu con. Còn bò sữa của vùng được nuôi chủ yếu trên cao nguyên Mộc Châu. Đàn lợn của vùng là 7,2 triệu con theo như số liệu thống kê năm 2015. Như vậy, chúng ta vừa cùng tìm hiểu xong thế mạnh thứ 3 của vùng, đó là thế mạnh về chăn nuôi, gia súc. Giờ các em cùng nhìn lại một lần nữa những kiến thức trọng tâm nhất cần nắm trong bài. Các em vừa tìm hiểu xong thế mạnh về chăn nuôi gia súc, giờ chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa những kiến thức cơ bản cần nắm ở trong phần này. Đó là điều kiện thuận lợi, các em nhấn vào nguồn thức ăn,
khó khăn và các vật nuôi chính có trâu, bò, lợn. Các em nhớ cho cô rằng đàn trâu của vùng số 1 cả nước. Và giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thế mạnh cuối cùng của vùng, đó là thế mạnh về kinh tế biển. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của vùng giáp biển, do đó thế mạnh kinh tế biển của vùng chỉ tập trung ở tỉnh Quảng Ninh. Ở Quảng Ninh hiện nay đang đẩy mạnh đánh bắt hải sản, nhất là hải sản xa bờ và nuôi trồng thủy sản. Ở Quảng Ninh đang phát triển mạnh du lịch biển đảo. Nơi đây có quần thể di tích Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Và thực sự, việc phát triển du lịch biển đảo trong vùng đã góp phần chuyển dịch đáng kể cơ cấu kinh tế của vùng. Và đây chính là ngành có thế mạnh nổi bật nhất trong tất cả các ngành kinh tế biển của vùng. Thế mạnh thứ ba về kinh tế biển của vùng đó là giao thông vận tải biển. Nơi đây có cảng Cái Lân. Việc cảng Cái Lân được xây dựng và nâng cấp thực sự đã tạo đà cho khu công nghiệp Cái Lân. Vùng cũng đang đẩy mạnh khai thác cát để làm thủy tinh ở Vân Hải của Vân Đồn. Như vậy, chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa thế mạnh về kinh tế biển của vùng. Đó là thủy hải sản, du lịch biển, giao thông biển và khai thác cát biển. Giờ cô có một bài tập muốn củng cố với các em. Bài tập chọn đúng hoặc sai cho mỗi câu sau. Câu số 1. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển thế mạnh kinh tế biển. Theo em, câu này đúng hay sai? Chắc chắn đáp án khẳng định ở đây đó chính là đúng. Câu số 2. Khai thác tài nguyên thủy sản giữ vị trí quan trọng nhất trong phát triển kinh tế biển của vùng Bắc Trung Du. Câu số 2. Khai thác tài nguyên thủy sản giữ vị trí quan trọng nhất trong phát triển kinh tế biển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đúng hay sai? Như chúng ta vừa tìm hiểu, thì giữ vị trí quan trọng nhất trong phát triển kinh tế biển phải là du lịch biển đảo, chứ không phải là khai thác tài nguyên thủy sản. Câu số 3. Cảng Cái Lân được xây dựng và nâng cấp tạo đà cho sự hình thành khu công nghiệp Cái Lân đúng hay sai? Đáp án em phải lựa chọn ở đây, đó chính là đúng. Chúng ta vừa tìm hiểu xong 4 thế mạnh nổi bật của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Mặc dù vùng có rất nhiều thế mạnh, nhưng các thế mạnh ấy chưa được khai thác một cách triệt để. Chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai, các thế mạnh của vùng sẽ được khai thác tốt hơn nữa và sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Vậy, cô và các em vừa cùng nhau đi tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Qua mỗi phần, cô đều đã chốt kiến thức với các em và đều cho các em làm bài tập củng cố. Cô hy vọng rằng các em đã nắm bắt được những hiểu biết nhất định về vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Và để giờ học thực sự hiệu quả hơn nữa, cô yêu cầu các em đọc lại kiến thức của bài học trong sách giáo khoa và vào trang sub Classroom để làm các bài tập theo các mức độ nhận thức khác nhau liên quan đến bài học. Đường link và mật khẩu cô để ở trên bảng. Cuối cùng, cô chúc các em học tập thật tốt. Chào các em.